Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem bản tin thời tiết Hà Nội ngày 6 tháng 3 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày và đêm hôm qua, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội tiếp tục nằm trong sự chi phối của khối không khí lạnh suy yếu lệch đông cùng với đới gió Đông Nam hoạt động mạnh, cho nên trời tiếp tục nhiều mây âm u. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua phổ biến ở mức từ 25 cho đến 27 độ. Và đến đêm thì nhiệt độ không thay đổi nhiều, phổ biến từ 20 cho đến 21 độ. Trong ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh sẽ được tăng cường xuống nước ta và dần ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và Hà Nội. Đồng thời, mưa nhỏ cũng sẽ có lúc xuất hiện trong ngày. Vì vậy, nhiệt độ ngày hôm nay tại Hà Nội sẽ giảm khoảng từ 2 cho đến 3 độ so với ngày hôm qua, phổ biến ở mức là từ 21 cho đến 23 độ. Đến tối và đêm nay thì mưa nhỏ tiếp tục duy trì. Đồng thời, dưới sự chi phối của không khí lạnh thì nhiệt độ đêm nay cũng sẽ giảm xuống từ 2 đến 4 độ, xuống mức 15 cho đến 17 độ. Với mức nhiệt như vậy thì từ đêm nay trời sẽ chuyển rét trở lại. Dự báo sang đến ngày mai, thủ đô Hà Nội phổ biến có lúc có mưa nhỏ cùng với nhiệt độ giảm xuống mức từ 17 cho đến 20 độ, trời chuyển rét. Với thời tiết như thế này thì việc ngồi thưởng thức những hương vị ẩm thực nơi thủ đô là một điều rất thú vị. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị phố Lò Đúc, khu phố ẩm thực ngon có tiếng ở Hà Thành. Thưa quý vị, không phải là khu phố ẩm thực chính như nhiều nơi khác ở Hà Nội, nhưng con phố ngắn chỉ vỏn vẹn hơn 1 km ở Lò Đúc là nơi tập hợp nhiều món ăn ngon, làm say lòng thực khách qua nhiều thế hệ. Đầu tiên phải kể đến là món phở vịt quay. Không cần lên xứ lạng, ngay giữa lòng Hà Nội, thực khách thủ đô vẫn được thưởng thức món phở vịt quay. Các quán phở ngon ở Hà Nội không thiếu, nhưng với phở vịt quay mang tới hương vị khác hẳn. Thay vì thịt bò hay là gà như thường thấy, nguyên liệu nổi bật của bát phở là những miếng thịt vịt quay chín mềm, đậm đà, hấp dẫn với lớp da đỏ mỡ màng. Các món phở Hà Nội thường ăn kèm quẩy thì món ăn đặc biệt này lại kèm măng chua ngâm sẵn với rau húng thơm nồng. Vị chua cay của măng đưa đẩy chất béo ngọt từ thịt vịt tạo nên sự kết hợp độc đáo của món ăn nổi tiếng Lạng Sơn. Tiếp theo là xôi cá rô đồng. Nếu như nhiều món xôi truyền thống khiến cho thực khách không còn hào hứng, thì xôi cá rô đồng lạ miệng, chinh phục cả những người khó tính. Đây là món ăn đặc sản truyền thống từ xa xưa của vùng đất thủ đô. Món xôi cầu kỳ từ cách chọn thực phẩm tới những công đoạn thực hiện. Gạo nếp thổi xôi phải là loại nếp cái hoa vàng, ngâm nhiều giờ trước khi nấu. Cá rô đồng phải chọn con to khỏe béo vàng. Cá được hấp chín tới, vớt ra để nguội rồi tách phần thịt khỏi xương. Khi ngấm gia vị, phần thịt cá được xào nhanh với hành hoa, hạt tiêu cho dậy mùi. Xôi ăn kèm phần thịt cá lẫn trong cái béo ngậy của hành phi, mang tới cảm nhận tuyệt vời khi thưởng thức. Một món ăn nữa cũng khá nổi tiếng, đó là chả rươi. Với những thực khách sành ăn sẽ chẳng có xa lạ món chả rươi phố Lò Đúc. Miếng chả rươi rán vàng ruộm, hơi xém màu nâu cánh rán, có vị bùi béo ngậy của thịt rươi, xen cùng hương thoang thoảng của vỏ quýt, chấm miếng chả vào bát nước chua ngọt pha tỏi ớt, ăn kèm sợi bún trắng tinh và rau thơm xanh mướt, đủ sức gợi lên tâm hồn ăn uống của bất cứ ai. Hy vọng với những gợi ý vừa rồi, quý vị sẽ có những trải nghiệm thú vị khi đến với khu phố này. Và đến đây bản tin thời tiết xin được khép lại với những thông tin dự báo cho thủ đô Hà Nội trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Ba Vì, Sơn Tây nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ, độ ẩm trung bình từ 76 đến 86%. Khu vực Phúc Thọ, Chương Mỹ nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, cao nhất từ 17 đến 20 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 85%. Khu vực Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, cao nhất từ 17 đến 20 độ, độ ẩm từ 77 đến 87%. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ, độ ẩm từ 78 đến 88%. Trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ, độ ẩm trung bình từ 76 đến 85%.